Hello. Rồi, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng quay trở lại với video số 2 của phần 3 trong chuỗi video về kỹ thuật chăm sóc cây cà phê theo từng giai đoạn trong một năm. Và nội dung của video này là các loại bệnh hại chính trên cây cà phê. Các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu qua một số video nhất định. Thì ở phần 1 đó chính là bón phân cho cà phê kinh doanh, và phần 2 là kỹ thuật chăm sóc cà phê giai đoạn kiến thiết cơ bản. Phần 3 là các loại sâu bệnh hại chính trên cây cà phê cũng như là nguyên tắc phòng trừ. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video này thì các bạn hoàn toàn có thể truy cập vào kênh vào mục video để xem toàn bộ chuỗi video này nhé. Còn nếu các bạn đã xem hết thì không biết là các bạn có rút ra được cho mình những cái kiến thức hữu ích không? Hy vọng là các bạn sau khi xem xong thì hãy để cho chúng tôi một ý kiến bình luận dưới video này. Và chúng tôi không quên nhắc các bạn là đúng vào lúc 8:00 tối thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube của Nông nghiệp 365 ngày luôn có bài mới. Và đúng vào lúc 8 giờ các bạn có thời gian thì hãy lên YouTube xem chuỗi video của chúng tôi 100% là miễn phí nhé. Rồi, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta cùng quay trở lại với nội dung chính trong video ngày hôm nay. Các loại bệnh hại chính trên cây cà phê cũng như là nguyên tắc phòng trừ. Các bạn ơi, có bao giờ các bạn hỏi là trên cây cà phê có những loại bệnh hại chính nào và làm thế nào để chúng ta phòng trừ nó hiệu quả? Thì đối với nông nghiệp 365 ngày là chúng ta phải hiểu được triệu chứng gây hại của nó như thế nào và tác nhân gây hại gây ra bệnh đó là gì, cũng như là điều kiện phát sinh, phát triển, lây lan của nó ra làm sao. Thì để mà hiểu hết những cái này thì chúng ta mới đưa ra được những cái biện pháp phòng trừ hiệu quả. Còn nếu các bạn cũng có những cái thắc mắc trên thì hãy cùng với chúng tôi bắt đầu xem video này các bạn nhé. Rồi, ở video này chúng tôi sẽ chia làm hai thời kỳ, đó là kiến thiết cơ bản và thời kỳ kinh doanh. Thì ở thời kỳ kiến thiết cơ bản này có hai loại bệnh nguy hiểm mà chúng tôi sẽ chia sẻ cùng các bạn sau. Đầu tiên đó là bệnh lở cổ rễ ở cây con. Thì đặc điểm nhận dạng nó là phần bệnh gây hại ở phần cổ rễ sát sát đất, và triệu chứng là cổ rễ bị hại thì teo thắt lại. Kết quả là làm cho cây bị tắc mạch dẫn, mất khả năng vận chuyển nước về dinh dưỡng. Khi mà bệnh nặng thì vết bệnh ăn sâu vào thân, làm cho cây héo khô và chết. Thì tác nhân gây ra bệnh là do nấm Rhizoctonia solani cộng với Fusarium cộng với Pithium, ba loại nấm gây hại chính. Đối với bệnh này thì xuất hiện chủ yếu trong mùa mưa nhé. Các bạn biết là bệnh hại thì mùa mưa nó là mùa của nấm bệnh mà. Và chủ yếu ở vườn ươm và vườn kiến thiết cơ bản, đặc biệt là ở những vùng đất sâu ẩm cao, thoát nước kém. Đối với cái này thì các bạn khi mà chúng ta chọn vườn để tái canh cà phê thì chúng ta phải hết sức lưu ý. Đối với vùng đất sâu ẩm cao, thoát nước kém thì chúng ta không nên trồng, hoặc là phải áp dụng biện pháp cải tạo đất sau đó mới trồng được. Rồi, biện pháp phòng trừ thì đối với biện pháp phòng trừ, một trong những cái lưu ý mà chúng tôi luôn muốn nhắc nhở đó là chúng ta phải tiến hành cải tạo đất chỉ khi đất sống và đất phải tươi xốp thông thoáng thì sâu bệnh hại mới có thể hạn chế khi mà cây trồng của chúng ta sinh trưởng phát triển khỏe mạnh. Và lưu ý tiếp theo, biện pháp tiếp theo là chúng ta phải thăm vườn thường xuyên. Thì cái này phụ thuộc vào cái độ siêng của các bạn. Các bạn phải thật sự siêng năng, phải thăm vườn thường xuyên thì mới phát hiện được những cái biểu hiện, những cái bệnh trên cây sớm để chúng ta có được những cái biện pháp phòng trừ kịp thời. Và đối với bất kỳ một loại bệnh nào, chúng tôi khuyên các bạn là áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp IPM, và khi mà xuất hiện thì có thể sử dụng một số hoạt chất đó. Các bạn theo dõi ở đây, trên màn hình nhé. Rồi, thứ hai chúng ta sẽ cùng qua bệnh thối cổ rễ trên cây con. Thì đối với bệnh này là do nấm Fusarium gây ra, và bệnh xuất hiện ở vườn kiến thiết cơ bản năm thứ hai. Và triệu chứng để chúng ta nhận biết đó là cổ rễ nơi tiếp giáp với mặt đất bị thối đen. Các bạn dựa vào cái đặc điểm này thì chúng ta nhận dạng bệnh nhé. Và khi cây bị hại thì bị tắc mạch dẫn và bị chết. Thì một số nguyên nhân sau đó là vùng gió, và khi chúng ta trồng thì không có cây chắn gió thích hợp, hoặc là
kỹ thuật trồng của chúng ta không đảm bảo, tức là chúng ta không có bón phân, rồi đào hố, rồi bón lót để cây sinh trưởng khỏe trong những cái giai đoạn đầu tiên, hoặc là chúng ta trồng cây con không đạt tiêu chuẩn thì cũng ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây trong cái giai đoạn này. Cây sinh trưởng kém thì rất dễ bị nhiễm sâu bệnh. Rồi, chúng ta sang biện pháp phòng trừ, đó là chúng ta sẽ tiến hành trồng cây che bóng chắn gió và đóng cọc cột lại. Cái biện pháp này chúng tôi đã từng thực hiện và áp dụng biện pháp kỹ thuật chăm sóc bón phân đầy đủ cân đối để cho cây sinh trưởng khỏe mạnh. Thì khi mà cây sinh trưởng khỏe thì chúng ta sẽ hạn chế được bệnh thôi. Còn đối với những cây mà bị nặng thì chúng ta tiến hành nhổ bỏ luôn và cải tạo đất lại, hố trồng lại để chúng ta trồng mới. Rồi như vậy là chúng ta đã hết thời kỳ kiến thiết cơ bản và bây giờ chúng ta sang thời kỳ kinh doanh. Thì ở thời trong thời kỳ kinh doanh này, một trong số những loại bệnh nguy hiểm nhất đó chính là bệnh rụi sắt. Thì rụi sắt gây hại chủ yếu ở trên lá và chu kỳ phát sinh phát triển, thì mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Đó là đầu mùa mưa thì khoảng tháng 5, tháng 6, bào tử nấm ở dưới đất hoặc là trên lá cây. Khi mà gặp điều kiện thời tiết ẩm mưa nhiều thì bệnh bào tử bắt đầu phát tán, phát sinh, phát triển. Và giữa mùa mưa là giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 thì bào tử nấm bắt đầu gây hại trên lá cà phê. Và cuối mùa mưa là bào tử tồn tại ở trạng thái ngủ nghỉ trên lá cây và lây lan phát tán nhờ gió, nước mưa và côn trùng. Thì triệu chứng để nhận biết là ban đầu vết bệnh là những cái vết nhỏ như có màu vàng nhạt như vết dầu loang. Và khi vết bệnh nặng thì hình thành một đám cháy và các đám cháy này liên kết với nhau tạo thành vệt cháy lớn, cuối cùng là làm cho lá bị cháy và mất khả năng quang hợp. Kết quả là làm cho cây bị rụng lá, khô cành và rụng trái non, và làm cho năng suất cây sẽ bị giảm một cách nghiêm trọng. Cái này nếu mà trong vườn có cây thì các bạn sẽ thấy. Và bệnh này chủ yếu ở gây hại chính trên cây cà phê chè. Cà phê chè là gây cây bị nặng nhất và tiếp theo là cà phê vối. Thì biện pháp phòng trừ đó chính là chúng ta dùng giống kháng như TR4, cà dây, rồi TR9 vân vân, một số giống ở thời điểm hiện tại. Và khi mà phát hiện bệnh thì có thể dùng một số thuốc như Anvintid Nativo. Thứ hai đó là bệnh thán thư hay còn gọi là khô cành khô quả. Bệnh này do nấm Colectochicum gây ra và bệnh có thể gây hại trên lá, cành và quả. Đây là một số hình ảnh về trên lá, bệnh gây hại trên lá. Thì ban đầu là nấm bệnh xâm nhập vào đầu lá hay phiến lá. Đây là triệu chứng nha các bạn. Đó. Và ban đầu là những vết loang lổ màu nâu có nhiều vào vòng đồng tâm. Một trong những cái cách để chúng ta nhận biết bệnh thán thư nó là nó có vòng tròn đồng tâm, có vân. Các bạn để ý cái này sẽ thấy. Khi mà những cái vết này kết hợp với nhau tạo thành mảng lớn và làm cho lá bị cháy khô rụng, gây ra cái hiện tượng bệnh cháy lá trên cây cà phê ạ. Và tiếp theo là trên quả thì nấm tấn công ở giai đoạn là quả thành thục vào tháng 6, tháng 7 ạ. Những đốm nâu lóm vào phần vỏ quả có kích thước và hình thù khác nhau, tức là bệnh vết bệnh là những đốm nâu lọ. Đấy các bạn có thể nhìn hình ảnh nhé. Và bệnh xuất hiện bắt đầu ở tại điểm tiếp xúc giữa hai quả, những nơi mà nước có thể đọng lại nó. Nhiều khi trùng quả dày quá thì cũng gây ra cái bệnh này. Và trên cành thì bệnh có những vết nâu lõm xuống làm vỏ biến màu nâu đen và khô dần, thì là gây ra cái hiện tượng khô cành. Còn trên quả thì gây ra hiện tượng khô quả, lá thì cháy lá. Rồi chúng ta sang biện pháp phòng trừ. Đó là chúng ta sẽ tiến hành bón phân, chăm sóc đầy đủ cà phê, đặc biệt là thời kỳ vào đầu mùa mưa khi mà cây nuôi trái non, chúng ta phải cân đối dinh dưỡng NPK cũng như là chung vi lượng và phân chuồng.
để cây sinh trưởng khỏe. Và khi mà những cành lá đã bị bệnh thì chúng ta cắt gom những đoạn cành lá đó đem ra ngoài vườn và đốt cháy để tiêu hủy. Biện pháp hóa học thì đối với biện pháp hóa học chúng ta nên tiến hành phòng trước nhé. Đầu mùa mưa chúng ta có thể sử dụng một số loại thuốc như là có hoạt chất propionate, hexaconazole và cộng với mạng cojet. Thứ ba tiếp theo đó chính là bệnh nấm hồng, tác nhân là corticium. Và bệnh này chủ yếu gây hại trên cây cà phê trẻ. Đó, hình ảnh của bệnh này nhìn nó rất ghê. Và bệnh phát sinh ở trên cành cũng như là cuống quả, trùng quả. Đó, các bạn để ý. Triệu chứng để chúng ta nhận biết đó chính là vết bệnh ban đầu thì có màu phớt hồng, sau đó lâu dần thì màu phớt hồng này càng rõ hơn. Và chúng ta quan sát thì khi chúng ta thăm vườn thì trên mặt lá sẽ có một lớp, thì trên trên mặt vết bệnh sẽ có một lớp bột màu hồng nhạt và mịn. Và tác hại của bệnh là làm cho quả bị rụng non và cành chết khô. Biện pháp phòng trừ đó chính là chúng ta cắt tỉa tạo tán cho vườn cà phê được thông thoáng và áp dụng biện pháp IPM nhé. Cái này mình nói nhiều rồi. Biện pháp đối với nặng thì có thể cắt và những cành đó và đem đốt tiêu hủy, phun các loại thuốc như là copper hydroxide, hexaconazole, azoscorbin cộng với hexaconazole. Rồi chúng ta cùng qua bệnh thứ tư đó chính là bệnh thối nứt thân. Và tác nhân gây ra thối nứt thân nó chính là do nấm Fusarium gây ra. Hôm nay nãy giờ nhiều Fusarium đấy nhỉ, nấm này nguy hiểm. Nguyên nhân là vườn chúng ta không thông thoáng và ẩm thấp. Bệnh thối nứt thân này cũng là một trong những cái bệnh nguy hiểm nhé, gây chết đứng cây luôn. Tuy nhiên thì cái này nó cũng chưa nhiều. Và biểu hiện đó là chúng ta có thể thấy là bệnh này sẽ xuất hiện trên vườn kiến thức cơ bản lẫn kinh doanh luôn. Và xuất hiện trong trên cái giai đoạn thân đã hóa gỗ, đoạn dứa hoặc là gần gốc cây. Đó. Các bạn biết là nấm thì chủ yếu tồn tại trong đất mà. Khi mà mưa bắn lên thì cây mà có vết thương thì nó sinh ra bệnh thôi. Bệnh làm nứt thân và thối đen lớp vỏ ngoài của thân cây. Nặng thì lớp gỗ phía trong bị khô dẫn đến hiện tượng tắc mạch. Cây thì không vận chuyển nước và dinh dưỡng. Do đó mà chết héo khô từ ngọn xuống. Và bây giờ chúng ta sẽ sang biện pháp phòng trừ. Đó là đối với bệnh này thì chúng ta cần phát hiện sớm. Và chúng ta phải tránh được cái tình trạng vườn nào mà có nước đọng. Nếu mà bệnh nhẹ thì cạo lớp vỏ rồi quét Aleve đồng đỏ Ridomin. Rồi, chúng ta sẽ sang phần bệnh loại thứ 5, đó là bệnh thối rễ tơ. Bệnh này cũng là một trong những cái loại bệnh nguy hiểm mà gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng cũng như là giảm năng suất trên cây cà phê kinh doanh. Thì các bạn biết rễ cà gồm có rễ tơ và rễ cọc. Rễ cọc thì giúp cho cây hút nước sâu và giúp cho cây đứng vững trước điều kiện của ngoại cảnh. Còn vai trò của rễ tơ đó chính là hút nước và dinh dưỡng. Thì nếu mà cây khi mà bộ rễ này bị thối, cây không hút được nước và dinh dưỡng thì một điều hiển nhiên rồi, cây không thể sinh trưởng và phát triển được. Do đó mà chúng ta phải hiểu vai trò của bộ rễ tơ này là hết sức cực kỳ quan trọng đối với sự sinh trưởng của cây trồng. Thì nguyên nhân là do nấm Rhizoctonia cộng với Fusarium. Bệnh làm cho cây phát sinh trưởng phát triển chậm, lá vàng, và khi mà chúng ta kiểm tra rễ tơ thì rễ đầu rễ bị thối đen. Và cây bị nặng thì rễ lớn cũng bị thối đen luôn và từ lớp vỏ ngoài vào trong và làm cho cây bị chết đứng. Và biện pháp phòng trừ đó chính là chúng ta phải cải tạo đất. Nói chung là mình nãy giờ mình cũng chia sẻ nhiều là đối với bệnh rễ thì phải cải tạo đất là hàng đầu. Và một trong những cái cách để chúng ta cải tạo là bón phân chuồng, đá hoai mục, hữu cơ vi sinh vật để cung cấp hệ vi sinh vật cho đất, làm cho đất tươi xốp và thông thoáng. Thứ ba là biện pháp thứ hai là đầu mùa mưa thì chúng ta dùng các loại phân như lân đỏ, lân tím, humic rồi RIC 10
kích cây ra rễ mạnh để hạn chế được cái tình trạng đó thối rễ, làm cho cây hút được nước dinh dưỡng và cây sẽ sinh trưởng khỏe. Còn đối với bệnh nặng thì đào bỏ luôn, xử lý lại đất rồi chúng ta mới tiến hành trồng lại. Rồi, như vậy là tôi đã chia sẻ cùng các bạn về chuỗi video về kỹ thuật chăm sóc cây cà phê theo từng giai đoạn trong một năm. Hy vọng là giúp ích cho các bạn, không ít thì nhiều. Và đây có một nguyên tắc mà chúng tôi muốn nhắc nhở, lưu ý, muốn gửi đến các bạn. Đó là đối với trong bệnh hại, sâu bệnh hại cây trồng thì chúng ta phòng bệnh là chính, phòng hơn trị mà. Ông bà đã thường có câu nước đến chân mới nhảy thì các bạn cũng hiểu được ý nghĩa của câu này rồi. Tức là cái gì chúng ta chủ động thì nó sẽ hiệu quả cao hơn. Và khi mà mùa mưa đến cũng là lúc mùa nấm bệnh xuất hiện và chúng ta sẽ tiến hành phòng ngay, vào đầu mùa mưa ngay. Và một cách để hạn chế nấm bệnh gây hại đó chính là chúng ta phải cải tạo đất trồng là yếu tố hàng đầu. Chỉ khi mà đất trồng khỏe thì cây trồng mới sinh trưởng tốt được. Bộ rễ cây phát triển mạnh thì ăn cây hút được nhiều nước dinh dưỡng thì cây trồng sẽ sinh trưởng khỏe thôi. Rồi, như vậy là chúng ta đã kết thúc chuỗi video về kỹ thuật chăm sóc cây cà phê theo từng giai đoạn trong một năm ở đây. Cảm ơn các bạn xem video này. Hy vọng là sẽ cung cấp cho các bạn những cái kiến thức hữu ích. Hẹn gặp lại các bạn vào 8 giờ tối thứ bảy tuần sau trong các video khác nhé.